tôi sẽ giới thiệu các bạn cái Canazel ha. Cái Canazel thì chúng ta cũng có thể xài chicory cũng được. Tuy nhiên trong bài này thì tôi chỉ cho các bạn xài bootstrap, chúng ta xài như thế nào. Tôi refresh lại trang. Khi tôi refresh lại thì các bạn sẽ thấy một số những cái điểm cần chú ý ha. Đầu tiên là những cái phần này ha, các bạn thấy nó chọn cái slide đầu tiên ha, bấm next thì nó đi qua, và các bạn thấy nó cứ như vậy, nó chọn cái vị trí hiện tại mà chúng ta đang chạy hết thì nó quay lại từ đầu, được chưa nào? Nó slide thì các bạn cũng có thể thấy nó sẽ để một khoảng thời gian nó cũng tự động chạy ha, tự động chạy đó, nó tự động chạy, được chưa nào? Và các bạn nhìn trong cái ví dụ này thì cái carousel của chúng ta nó không có cái title ha. Thì trong cái ví dụ này chẳng hạn thì nó có cái title này các bạn, nó có cái title ha, nó có cái title đó, các bạn xem nè ha, vân vân đó, nó có những cái title, được chưa nào? Thì làm sao chúng ta làm được cái này trong cái bootstrap của chúng ta, là bootstrap của chúng ta thì rất là đơn giản ha, cũng đơn giản thôi. Chúng ta bắt đầu cái không có cái title trước các bạn ha, sau đó chúng ta xem có cái title thì các bạn xem cái demo đây. Tôi giả sử tôi tạo một cái container đi ha, cái container thôi. Các bạn có thể xài container blue cũng được ha, cái này chúng ta demo ha, demo. Rồi từ cái phần carousel trở đi, các bạn chú ý từ đây trở xuống ha, từ đây trở xuống. Đầu tiên tôi có một cái tag deep ha, tag deep để chưa, thì deep này tôi có phải có một cái ID ha, tôi đặt tên gì cũng được, ví dụ như đặt là my carousel ha, my carousel ID. Và từ đây trở đi chúng ta phải chú ý kỹ, tôi có một cái class, tôi ghi chỗ này là cái carousel. Carousel có nghĩa là tôi báo cho gì các bạn, tôi muốn xài một cái trong bootstrap. Với cái bootstrap đó chính là tôi tạo một cái slide hay là cái carousel trong vòng cái thẻ deep này, trong cái thẻ deep này để các bạn là carousel, được cái nào? Còn cái chữ slide này có nghĩa là khi các bạn thấy nó lướt qua lướt lại, lướt qua lướt lại, đó là những cái hiệu ứng hiệu ứng đó là hiệu ứng slide, hiệu ứng chuyển. Nếu chúng ta không muốn xài hiệu ứng, chúng ta tắt cái này đi thì nó hết chạy chạy đó ha. Còn nếu chúng ta để thì nó sẽ chạy qua trở lại cho những cái item hay là những cái item của chúng ta ha, item trong cái slide. Rồi còn cái data write chính là cái carousel, thì nó sẽ thông báo cho cái trình duyệt của chúng ta. Tôi muốn thông báo cho trình duyệt hay là thông báo cho bootstrap đó các bạn, là tôi muốn xài là cái kiểu là carousel này ngay sau khi trang đã được load lên thì nó sẽ chạy. Nghe là các bạn tôi bấm lên này F5 đó, là nó sẽ hiểu thằng này là carousel để cái trang nó chạy ha, để cho phép nó chạy cái carousel này, mà cái này đã được khai báo và những cái file JavaScript và các file CSS trong cái bootstrap của chúng ta rồi, đã khai báo sẵn rồi. Khi chúng ta khai báo như vậy là chúng ta thông báo khi trang được load thì tôi muốn chỗ này là thực hiện là carousel, được chưa? Rồi đó là cái thẻ deep bên ngoài cùng, ba bên ngoài cùng chúng ta phải có ID, chúng ta phải thông báo là tôi sử dụng là carousel class, rồi cái slide là cái hiệu ứng chuyển qua chuyển lại, còn cái data write là thông báo cho trang, cho bootstrap khi bài load thì chạy cái carousel phía dưới sau đây. Rồi phần các cái chỉ số hay là cái indicator, người ta gọi là indicator, thì các bạn nhìn thấy đây là những cái indicator. Bootstrap cũng đã viết cho các bạn luôn rồi. Khi tôi nhấn nhấn ở chỗ này, tôi nhấn chỗ nào thì nó chạy cái slide ở chỗ đó. Đồng thời nó có cái trạng thái là active này các bạn. Active có nghĩa là tôi đang ở cái current hay active đang ở cái slide nào, đang ở slide nào. Hoặc chúng ta bấm next này thì những cái chỗ này người ta gọi là indicator hay indicator. Và khi chúng ta click vào chỗ nào nó thì nó sẽ chạy cái hình tương ứng đó. Thì để làm điều đó nó làm như thế nào? Nó gọi đây. Đây là cái phần indicator, và chúng ta có một cái OL có thứ tự. Các bạn nhớ O là chúng ta order list, nó phải có thứ tự các bạn ha. Chúng ta muốn nó là có thứ tự, được chưa nào? Phải có thứ tự. Và chúng ta sử dụng một cái lớp đã được định nghĩa sẵn trong Bootstrap là chúng ta viết là carousel indicators, là tôi muốn khai báo cái khu vực này là xài cái class đã được CSS sẵn trong gì các bạn, Bootstrap là carousel indicator, là những cái thành phần ở phía dưới này đây, là những cái thằng này khai báo thì nó mới chạy được các bạn ha, nó mới có những cái CSS này cho chúng ta. Phải khai báo cái carousel indicator cho cái phần chỉ số. Rồi, chúng ta có bao nhiêu cái vòng tròn hoặc là bao nhiêu cái slide thì chúng ta khai báo bao nhiêu cái lời y, bao nhiêu cái lời y. Và trong những cái lời y này chúng ta cần chú ý một số những cái sau đây. Thứ nhất, data target có nghĩa là gì các bạn? Tôi muốn nhắm đến cái gì các bạn? Cái slide nào? Tôi muốn nhắm đến cái slide nào? Được chưa nào? Thì các bạn sẽ thấy nè, đây chính là cái data target, là cái carousel của chúng ta là cái ID này ha, tất cả chúng ta trỏ về thằng này. Chúng ta đang nhắm tới là cái thằng thẻ deep này, carousel của nó, data target chính là cái thằng này, được chưa nào? Và data slide to các bạn thấy tất cả giống nhau và nó đánh số từ 0, 1, 2, 3, có nghĩa là tương ứng tôi bấm vô cái thằng
cái thằng đầu tiên, cái lợi ích đầu tiên thì nó tương ứng là slide 0, và cứ như thế chúng ta đánh à, 0, 1, 2, 3 à, 0, 1, 2, 3. Ví dụ tôi bấm đây là data to slide là 0, data to slide 1, data to slide 2 và data to slide 3. Đó là indicator chúng ta bấm và chúng ta có data star à, data slide 2. Được chưa nào? Data slide 2 chúng ta ánh sáng đến cái slide nào trong list cái slide của chúng ta à, list cái slide phía dưới này nè à, phía dưới này nè đó. Cho nên các bạn cái phần chỉ số chúng ta buộc phải có cái Cazorel indicator và có bao nhiêu cái ô cái slide thì chúng ta có bao nhiêu cái LI, và trong cái LI chúng ta có phải ánh xạ đến chúng ta muốn xài cho cái Cazorel nào, thì chúng ta data target chúng ta đẩy cái Cazorel của chúng ta là cái ID được chưa nào, và cái data slide là chúng ta ánh xạ. Còn cái chỗ này là cái chữ ACTi, có nghĩa là gì các bạn? Mặc định ban đầu chúng ta phải set một cái nào đó là kích hoạt, nếu bạn không có ACTi thì nó sẽ không render cái slide. Các bạn chú ý điều này là chúng ta phải có cái class bản ACTi cho cái thằng đầu tiên chẳng hạn, đôi lúc các bạn muốn để phía thứ hai cũng được, thứ ba cũng được à, nhưng bắt buộc trong bốn cái này phải có một cái chúng ta viết là class bằng ACTi các bạn ha, phải có cái này thì nó mới chạy slide cho các bạn được. Rồi phần tiếp theo, phần quan trọng là chúng ta phần bao các cái slide à, cái phần các cái slide á à, là chúng ta có bao nhiêu slide. Ví dụ có bốn cái thì dưới này chúng ta tạo ra một cái thằng thẻ deep bên ngoài cùng, người ta gọi là à, cái để nó bao tất cả, nó bao những cái item ở bên trong này à, và nó nằm trong cái thằng Cazorel chính của chúng ta, thì nó đặt là Cazorel inner à, inner là bên trong được chưa, và nó có chúng ta viết cái role là list box để nó tạo ra một đống cái thằng ở phía dưới sau đây. Thì phía dưới sau đây các bạn có thấy là những cái item mà tôi có bốn cái, 1 2 3 4, thì chúng ta viết cái class là item. Thì cái chữ item này nó hiểu là gì các bạn? Là một cái slide bên trong cái Cazorel của chúng ta à, Cazorel chúng ta cứ item được chưa nào à, nó thì không khác gì, trong này là cái hình thôi à, thì các bạn nhớ nó phải có một bao, một cái div bên ngoài cái hình và tên là item. Còn cái chữ active này là gì các bạn? Active là gì à, chúng ta cũng tương ứng với active này thôi đúng không nào, là chúng ta báo cho nó là à, tôi xài cái slide đầu tiên, cái này là item active cho những cái indicator à, cho những cái ô phía dưới, còn cái này là active cho những cái hình, những cái slide của chúng ta. Đây chúng ta có hai cái, một cái đây là cái active cho một cái div có thể div item à, còn đây là active cho cái gì các bạn, indicator. Các bạn phân biệt hai cái đó, hai cái active à, hai cái active được chưa nào. Đó là phần các slide có bao nhiêu cái thì các bạn viết bao bấy nhiêu cái item thôi, và chúng ta có một cái thằng active, và chú ý tất cả những cái thằng item này phải nằm trong một cái div là carousel inner, phải nằm trong cái div đó, đó là cái phần bao. Và cuối cùng thì các bạn thấy là gì, chúng ta có phần next và phần re đúng không, next 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 à, các slide tiếp theo được chưa. Thì chúng ta tạo ra một cái control, control điều khiển đây bên trái và bên phải à, thì chúng ta căn cứ này các bạn thấy một cái A chúng ta ghi là left và Cazorel control href là chính đến cái gì các bạn, cái my Cazorel của chúng ta đây, href là chính là đi đến cái này đây, cái đi đây ban đầu của chúng ta, href là định nghĩa trên cái thằng này thôi được cái nào. Href cái role của nó là cái button đó, một cái button để chúng ta viết, và nó data slide là các bạn thấy nè, chúng ta gắn cái data slide của chúng ta là chúng ta muốn kéo slide về phía bên previous à, ở phía trước được chưa nào. Tương tự cái phần bên phải thì chúng ta có class chúng ta ghi là right và nó cũng là Cazorel control, và liên quan đến cái gì các bạn, cái ID href của chúng ta, và role cũng là cái loại là button được chưa nào, và data slide là next có nghĩa là tôi bấm đi đi next được chưa nào. Còn ở dưới này thực chất nó là hai cái icon thôi à, cái này chính là cái icon để các bạn nhìn thấy đây, rồi tắt rồi à, đợi tí à, đây chúng ta hai cái icon của chúng ta đây các bạn, web browser đây, hai cái icon cái màu trắng trắng này các bạn thấy icon đó, các bạn clean icon à, chúng ta xài clean icon được chưa nào. Thì tóm lại trong cái bài này tôi hướng dẫn cho các bạn tạo cái Cazorel này, thì một số những cái chú ý, đầu tiên các bạn phải tạo một cái div bao quanh à, thì nó có class là Cazorel của chúng ta, ID có cái ID đầu tiên, sau đó đến class là Cazorel hiệu ứng là slide, và chúng ta muốn là à, thông báo cho Bootstrap là Cazorel để cho nó khi load ra thì nó hiểu là Cazorel và nó chạy. Rồi trong cái sau khi tạo div này chúng ta có một số, có ba cái thằng quan trọng. Thứ nhất là cái indicator, cái thứ hai là phần nội dung của các cái slide ở bên trong, và phần thứ ba là phần các cái control điều khiển, các cái control điều khiển được chưa nào. Rồi đầu tiên indicator thì có bao nhiêu thứ thì chúng ta có bao nhiêu cái LI và nó có thứ tự, cho nên chúng ta xài cái O là order list để chúng ta có thứ tự, và chúng ta nhớ gắn cái class của nó là Cazorel indicators thì nó mới hiểu là những indicator. Tiếp tục cái phần bao các slide thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta có bao nhiêu cái slide cần thì chúng ta có bao nhiêu item, và chúng ta cũng set cái nào là đang active, tương tự cho cái này cũng phải có active các bạn ha, phải có cái active cho nó, không là nó không chạy được chưa nào. Rồi chúng ta cũng có một cái thằng div bao bên ngoài là Cazorel inner để nó ôm tất cả những cái gì các bạn, những cái item của chúng ta, ôm tất cả item ha.
À, tôi nhắc lại chỗ indicator thì chúng ta nhớ cái data target là chúng ta target đến cái thẻ bit bên ngoài. Được chưa nào? Data slide 2 là chúng ta đã muốn là đến cái slide nào, đến slide thứ tự là bao nhiêu, 0, 2, 3 chẳng hạn. À, chúng ta mặc định nó là theo chiều tăng dần như vậy. Rồi cái control điều khiển thì chúng ta có bên trái và bên bên phải, left và right. Và chúng ta nhớ nó là carousel control để nó biết đó là cái control điều khiển. Href cũng đến cái thẻ bit chính của chúng ta. Cái role là cái button. Nè, loại button và cái data slide là chúng ta muốn là khi nhắn cái control này là nó quay về cái slide về phía trước, tương ứng chỗ này là quay về phía 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 tiếp theo, à, next được chưa nào. Thì tóm lại là chúng ta đã tạo được cái slide giống như vậy. À, rồi bây giờ chúng ta có nhu cầu là gì các bạn? Chúng ta muốn tạo slide có những cái liên quan đến cái title thì chúng ta làm sao? À, đôi lúc nó phải có cái title giống như thế này. Giống như thế này thì chúng ta làm sao? Thì các bạn nhìn cái ví dụ tiếp theo, demo 2 của tôi. Mọi thứ không có gì thay đổi, các bạn không thấy gì thay đổi nè, vẫn có ID, vẫn có carousel slide hiệu ứng, cái thông báo là carousel indicator vân vân, 0123 vân vân, được chưa nào. Inner vẫn không có gì thay đổi hết, inner list box được gì đó tất cả. À, thì cái thằng dưới này cũng không đổi, nhưng các bạn nhìn trong những item của chúng ta nè, rõ ràng là gì các bạn, trong từng item của chúng ta có thêm cái tag này đúng không, cái này cũng có cái tag này. Vậy thì chúng ta chỉ cần thay đổi thêm một cái số thứ vào trong item mà thôi. Đấy, các bạn nhìn kỹ ha, item của chúng ta có thêm gì, có một cái hình, hình ảnh nó chỉ có cái hình đúng không, thì bây giờ nó có gì các bạn, có thêm một cái thẻ div khác. Thẻ div này chúng ta viết cho nó gọi là một cái gì các bạn, carousel caption. Caption là cái tiêu đề, caption caption các bạn ha. Và trong này các bạn muốn viết gì thì các bạn tùy ý ha. Và tất cả những thằng này nó phải nằm trong một cái div class là item. Và cái chúng ta nhìn item này, item của chúng ta thứ nhất là cái hình, à, giống như cái ví dụ ban đầu. Cái tiếp theo là chúng ta có một cái thẻ div ôm gì các bạn, ôm những cái caption của chúng ta, carousel caption, carousel caption. Rồi chúng ta có gì các bạn, những cái thằng ở bên trong là những cái caption của nó, ví dụ H3, B, span tùy cho các bạn. À, muốn thêm gì thêm. À, đó thì chúng ta cũng có carousel caption. À, cái nội dung này các bạn có thể thay đổi nha các bạn. Chúng ta muốn thêm gì cái được H3, H2, B, span vân vân, chèn mọi thẻ trong này cũng được. Thì đó là chúng ta gán cho carousel up caption. Thì khi mà chúng ta gán như vậy thì nó có những cái caption, học lập trình my class vân vân, à, hoặc đánh giá khóa học rồi my class vân vân. Đó thì chúng ta đã tạo được cái thằng carousel vừa có caption hoặc là không có caption như thằng này. Được chưa nào? Đó thì các bạn có thể theo theo dõi hoặc là copy những cái đoạn code này để chúng ta thay đổi cái hình mà các bạn mong muốn để chúng ta chạy cho nó, để chúng ta thử, chúng ta gắn vào website của chúng ta ha. Rồi, cảm ơn các bạn ha.